theo hình ảnh camera ghi lại lợi dụng sự chủ quan sơ sẩy của nạn nhân khi để túi đồ tại khu vực không người trông giữ đối tượng trộm cắp đã lẻn vào khu vực gần bàn lễ tân trộm chiếc ba lô bên trong chứa nhiều ống kính máy ảnh và ví tiền để tránh bị phát hiện đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang và ra tay hành động vô cùng nhanh chóng thời gian thực hiện hành vi phạm tội chỉ mất khoảng một phút nên không ai kịp phát hiện sau đó đối tượng này cũng đã lấy sạch toàn bộ tài sản và vứt lại chiếc ba lô cùng giấy tờ của nạn nhân tại khu vực vỉa hè gần đó hiện nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an để tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc